Quý vị và các bạn thân mến, một chủ đề mà tự doanh chứng khoán muốn dành thời gian nhiều hơn 15 phút của một video để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong một khoảng thời gian đã lâu lắm rồi. Như hôm nay thì hiện đang ngồi tại một quán cà phê, thì chúng tôi sẽ dành thời gian lâu hơn 15 phút để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Đó chính là chủ đề chiến lược quả sầu riêng của Vingroup liệu có cái kết ngọt ngào hay không. Thưa anh chị em và các bạn, là ngày xưa thì có Vinasin, một tập đoàn kinh tế khá là mạnh của nhà nước trong cái việc triển khai cái chiến lược đa ngành và phát triển cục bộ trong một cái giai đoạn rất là dài thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù đây là một trong những tập đoàn được hỗ trợ support của kinh tế nhà nước, tuy vậy thì có thể nói là cái chiến lược điều hành trên báo dưới không nghe đã dẫn đến câu chuyện đa ngành nghề của Vinasin và dẫn đến những cái thiệt hại khá là lớn trong giai đoạn trước đây, đã để lại một cái khoản thiệt hại trên dưới hàng trăm ngàn tỷ đồng cho chính phủ và nhân dân Việt Nam. Một doanh nghiệp thứ hai chúng tôi muốn nói tới đi theo chiến lược đa ngành. Trước khi nói về doanh nghiệp này thì chúng ta cũng có thể điểm qua một vài vấn đề. Một doanh nghiệp có đất, có rừng thì đương nhiên là sẽ là trồng cây, nuôi bò, làm thủy điện. Đó là Hoàng Gia Lai, anh chị em và các bạn. Trong cái giai đoạn mà Hoàng Gia Lai sau khi thị trường bất động sản tốt hơn rất là nhiều, Hoàng Anh Gia Lai đã rút khỏi thị trường, bán được rất nhiều đất. Và khi mà họ bán được với cái mức giá tốt thì họ rút hết toàn bộ cái nguồn vốn về để đầu tư cọ dầu, đầu tư cao su, rồi phát triển thủy điện. Sau khi mà những cái ngành nghề này chịu ảnh hưởng của giá dầu suy giảm thì họ chuyển sang đầu tư gì anh chị em và các bạn? Chắc có lẽ là anh chị em và các bạn không quên nhanh như vậy, là bởi vì họ đã đi vào một cái chiến lược, đó chính là chiến lược đa ngành. Họ đi đa ngành nhiều lắm. Họ đi trong đại hội cổ đông năm 2014 thì họ xin phép cổ đông được làm thêm phần chăn nuôi bò để cố gắng duy trì cái doanh thu và cái dòng tiền. Năm 2015 họ tiếp tục xin phép để phát triển thêm, trồng thêm trái cây. Và đó là cái việc mà khi mà Hoàng Anh Gia Lai đã dịch chuyển từ bất động sản sang trồng cọ dầu, trồng cao su, làm thủy điện và sau đó thì thoát khỏi thủy điện, đầu tư dự án ở Myanmar. Mà muốn thoát khỏi dự án ở Myanmar nhưng mà do chính phủ Myanmar không cho phép, là bởi vì họ đánh thuế rất là cao. Sau cái giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn thì họ chuyển dịch sang nuôi bò, liên kết với lại Nutifood, liên kết với lại gì anh chị em và các bạn, rất nhiều các đơn vị về gọi là mổ thịt. Và đến cuối cùng thì một doanh nghiệp đa ngành như Hoàng Anh Gia Lai cũng có cái kết quả như ngày hôm nay. Thì quay lại cái chủ đề chính thì ngày hôm nay thì chúng ta đang thấy được trên thị trường Việt Nam có cái việc là Vincom có chiến lược quả sầu riêng, tức là họ rất là đa ngành. Họ cho rằng là mình rất để nói thế nào nhỉ, gọi là hệ sinh thái. Hiện tại thì cách làm của Vincom thì được đánh giá là khá là tốt, tức là họ đi một cái chuỗi là nhà, rồi muốn ở thì ở nhà Vinhome, muốn mua đồ sinh hoạt thì sẽ xuống siêu thị Vinmart, muốn đi học thì Vinschool, muốn đi bệnh viện thì Vinmec,
Và gần đây thì bắt đầu họ phát triển sang VinFast, rồi VinSmart. Rồi sắp tới thì có khả năng họ sẽ sản xuất cả TV, tủ lạnh, điều hòa. Hy vọng rằng là họ học theo cái gọi là cái chiến lược của người Hàn Quốc, tức là Samsung và Hyundai ngày xưa thì được chính phủ Hàn Quốc support rất là tốt và phát triển đa ngành nghề để đi tới một cái sự thành công như ngày hôm nay. Tuy vậy thì có một vài vấn đề mà chúng tôi muốn anh chị em và các bạn dành thời gian để có thể lưu ý hơn về Vin. Cái điểm thứ nhất chúng ta cần phải lưu ý đó chính là sau khi mà Vincom cho IPO một công ty con là Vinhome lên sàn, và Vinhome thì bán cho đối tác chiến lược là GIC, quỹ đầu tư của Singapore, với một cái lượng tiền thu về là 1,2 tỷ đô la Mỹ khi mà phát hành lần đầu Vinhome, tức là bóc ra một công ty chuyên về bất động sản để bán cho GIC. Điều tiếp theo mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là khi mà Vin đa ngành thì sẽ cần rất là nhiều vốn. Nếu như mà nhìn nhận ở một cái khía cạnh là khởi nghiệp ở cái size lớn, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem việc Vin mở các ngành nghề mới là khởi nghiệp. Thì nếu với việc khởi nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất ngay từ ban đầu thì rõ ràng là cái chi phí vốn đầu tư và việc thu hồi vốn cần một khoảng thời gian rất là dài, có thể tính từ 5 tới 10 năm. Câu chuyện này thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta còn phải chờ đợi rất là nhiều. Về mặt tài chính của Vin nói chung và Vinhome nói riêng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một vài điểm như sau. Rõ ràng là về phần lợi nhuận, thu nhập doanh nghiệp của công ty thì rất là thấp. Quý 2 năm 2018 thì Vin chỉ lợi nhuận được 42 tỷ đồng thôi. Quý 3 năm 2018 thì lời được 613 tỷ. Tuy vậy thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vin ở hai quý này thì đều trên 25.000 tỷ đồng. Tổng nợ của Vincom, thưa với anh chị em và các bạn, đây là một con số nếu như anh chị em và các bạn để ý sẽ thấy nhiều người, nhiều anh chị em trên thị trường, hoặc thậm chí nhiều người dân của Việt Nam mình cho rằng Vin rất là giàu có. Theo chúng tôi thì thực sự là không phải giàu có đâu. Họ có tổng nợ lên tới 170.000 tỷ. Tính tới thời điểm hiện tại, tức là quý 3 năm 2018, với vốn chủ sở hữu 98.000 tỷ thì mức nợ này nó tương đương với gấp 2 lần. Tổng nợ 170.000 tỷ và tăng rất là nhanh trong giai đoạn từ năm 2016-2017. Tại sao họ lại nợ nhiều như vậy? Đơn giản thôi, khi đầu tư phát triển một dự án mới thì sẽ cần rất nhiều vốn. Và cái việc mà cần rất nhiều vốn thì có hai cách. Một là phát hành trái phiếu dài hạn, huy động vốn trên thị trường qua các quỹ đầu tư. Và cách thứ hai đó chính là huy động trực tiếp tại các ngân hàng. Thì Vin làm cả hai cách, họ huy động của các ngân hàng. Với mức nợ lên tới 170.000 tỷ là tương đương đâu đó khoảng bao nhiêu anh chị em và các bạn? Bao nhiêu ạ? 170.000 tỷ ạ. Khoảng 23.000 tỷ là 1 tỷ đô la Mỹ. Thì chúng ta thấy nó xích soát khoảng nhiều đấy anh chị em và các bạn. Anh chị có thể nhân lên thì nó khoảng tầm đâu đó 7-8 tỷ đô la Mỹ. Với mức nợ này thì nhiều người lập luận rằng là nợ này là nợ phải thu khách hàng hoặc là thu tiền trước của khách hàng. Ok, không thành vấn đề. Anh chị có thể đọc kỹ hơn trong báo cáo tài chính của Vin. Tuy vậy thì cái câu chuyện mà tỷ lệ nợ cao như thế này nó sẽ rất tiềm ẩn những rủi ro. Nếu như cái việc mà các cái dự án của Vin phát triển mà không đạt hoặc là trong quá trình phát triển gặp vấn đề thì sẽ xảy ra một số vấn đề rất là bất cập. Và việc ở đây câu chuyện của Vin không còn là câu chuyện phát triển riêng của Vin, mà đây là câu chuyện phát triển của quốc gia, cũng như là đây là việc đầu tư của rất nhiều các ngân hàng hoặc là một số tổ chức tài chính vào Vin. Ngoài cái Vin nợ với cái tổng nợ lên tới 170.000 tỷ thì Vinhome cũng có một cái khoản nợ rất là lớn. Điều chúng tôi muốn nói tới không phải là vấn đề nợ. Điều chúng tôi muốn nói tới, muốn chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về Vin đó chính là câu chuyện đa ngành nghề. Một doanh nghiệp mà phát triển đa ngành, chuỗi giá trị không đi xoay quanh một cái lõi. Rõ ràng bất động sản mà chuyển sang
làm sản xuất, làm ô tô, rồi làm xe máy điện, rồi làm điện thoại, thậm chí sắp tới có dự kiến sẽ làm thêm tivi, tủ lạnh, điều hòa. Thì câu chuyện này nó lại là một câu chuyện khác đi rất là nhiều. Tại sao lại nói là nó khác đi rất là nhiều? Là bởi vì ngoài cái câu nói là chiến lược quả mít hoặc là chiến lược quả sầu riêng, tức là múi nào cũng nhọn, thì có một vấn đề cần phải bàn thêm, đó chính là ảo tưởng về sức mạnh. Khi mà phát triển đa ngành, một số ngành nghề thì thực sự là không quá hiểu, thì họ sẽ thuê chuyên gia. Cái vấn đề thuê chuyên gia thì đương nhiên chuyên gia họ sẽ dành về cái ngành nghề đó. Cũng giống như ngày xưa Hoàng Anh Gia Lai thuê một số chuyên gia nước ngoài về nông nghiệp, Israel về đấy làm. Nhưng mà thực sự là kiểm soát được hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi vì người quản lý sẽ là người ra quyết định nhiều nhất trong tất cả những cái hoạt động kinh doanh của rất nhiều ngành nghề. Và khi mà các ngành nghề này nó có cái tính gọi là độc lập riêng, không có mối liên hệ, thì những người kiểm soát, những người điều hành sẽ gặp phải tình trạng cực kỳ khó khăn. Và đây là một điều mà chúng tôi cần phải chia sẻ thêm với anh chị em và các bạn trong nhiều video khác nữa, và sẽ cập nhật thêm tình hình của cái hoạt động phát triển kinh doanh của Vin, liệu là cái lợi nhuận sau thuế trong những năm tới có cải thiện hay không, hay là sẽ gặp những cái rắc rối trong cái quá trình mà nền kinh tế toàn cầu đang gặp phải chơi vua, tức là chiến tranh thương mại, hàng hóa bán ra đang gặp rất nhiều vấn đề của người Trung Quốc và người Mỹ. Thì trong khi đó thì Vincom lại đầu tư phát triển rất là mạnh ở rất nhiều lĩnh vực, khác với lĩnh vực truyền thống của họ, đó là lĩnh vực bất động sản. Liệu trái ngọt có được thu hoạch trong những năm sắp tới, hay sẽ có những vấn đề bất cập trong thời gian sắp tới, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Còn về mặt giá cổ phiếu của Vin thì được giữ ở trên vùng giá 100 trong khoảng từ đầu năm 2018 đến giờ. Chưa đi theo thị trường một chút nào cả, tức là xu hướng của Vincom gần như đứng ngoài xu hướng thị trường chung. Thị trường chung giảm rất là sâu. Mặc dù vậy thì Vin thì vẫn giữ nguyên mức giá 100. Rõ ràng là nhà đầu tư cũng đang khá là kỳ vọng ở những cái chiến lược đa ngành, gọi là mũi nào cũng nhọn của Vin đang phát triển trong thời gian sắp tới. Chúng ta thể tiếp tục theo dõi cổ phiếu này trong hai quý sắp tới. Tuy vậy thì cũng xin được một chút dự đoán theo hướng gọi là vỏ đoán một chút về cổ phiếu này. Thì nhiều khả năng muốn cũng giống như Hòa Phát thôi. Việc đầu tư đa ngành nghề và đầu tư ban đầu để phát triển sản xuất ở một số ngành nghề mới thì thời gian thu hồi vốn là rất lâu. Với tỷ lệ đòn bẩy rất là cao, rõ ràng Vincom cần một khoảng thời gian tích lũy rất là dài, không thể duy trì cái tốc độ tăng của giá trong thời gian sắp tới. Cái việc duy trì giá ở vùng giá 100 trong giai đoạn vừa qua thì có rất nhiều nguyên nhân và chúng tôi không tiện chia sẻ ở đây. Tuy vậy thì rất có thể trong giai đoạn sắp tới thì Vin sẽ cần phải có thời gian tích lũy lâu hơn, và để hiển thị được những cái kết quả tốt đẹp, những cái trái ngọt trong tương lai thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là lâu hơn 3 tới 5 năm thì mới có thể gặt hái được thành công. Không thể những lĩnh vực mới mà ngoài cái mũi nhọn của Vincom, tức là bất động sản, các lĩnh vực mới về sản xuất không phải là lợi thế của Vin, và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ làm tốt trong lĩnh vực này để có những nhà đầu tư nắm giữ Vin sẽ gặp được những gọi là gặt hái được những thành công. Còn về mặt ngắn hạn thì dự báo thì Vincom, cổ phiếu Vin sẽ không nằm ngoài cái xu hướng của thị trường. Nếu như thị trường của chúng ta trong giai đoạn vừa qua đã sụt giảm, Vin chưa sụt giảm, không có nghĩa là không sụt giảm, và sẽ có thể sẽ sụt giảm trong khi mà thị trường đi lên. Vin đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Giá cổ phiếu của Vin đang, họ nhà Vin đang dẫn dắt thị trường, đang giữ cho cái đà suy giảm của thị trường chậm lại. Tuy vậy, khi thị trường tăng giá, tăng trở lại, các cổ phiếu khác đóng vai trò chủ chốt hơn, thì nhiều khả năng Vincom sẽ lại là một trong những cổ phiếu tội đồ. Cũng giống như câu chuyện Faros những năm về trước, khi mà thị trường suy giảm thì cổ phiếu Faros đã tăng từ 14.000 lên tới gần 230.000. Và sau khi thị trường suy giảm thì cổ phiếu Faros đã giảm về mức 30.000 từ mức 210.000. Thì có thể Vin sẽ nhiều khả năng sẽ đi theo cái kịch bản này, và hy vọng rằng là kịch bản của chúng tôi đưa ra là sai, để không gây ra những cái thiệt hại cho nhà đầu tư. Thì bài chia sẻ về cổ phiếu Vin, chiến lược quả sầu riêng, mũi nào cũng nhọn của tập đoàn đa ngành nghề,
kết thúc tại đây. Mong rằng là nhận được nhiều cái sự ủng hộ của anh chị em và các bạn. Xin để lại like, chia sẻ kênh và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm những video mà chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian tới. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo. Bye bye.